Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tý 1972, mệnh tang đối mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất thì tính cách của họ rất hòa nhã, thành thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Sa Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Quý gia chủ Nhâm Tý 1972, mệnh tang đố mộc. Thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Quý gia chủ tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quan xuyến. Quý gia chủ là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng những lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi khi họ có thể thể hiện thói ích kỷ, song với bản chất, tính cách, họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Quý gia chủ tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở chỗ đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo được cuộc sống an lành. Vào tháng 6 âm lịch, quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ được đánh giá cao những nỗ lực của quý gia chủ. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Nhờ đó, quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Quý gia chủ tuổi Nhâm Tý khá chủ động trong chuyện tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với người yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt sẽ giúp quý gia chủ tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, tài vận bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hạ tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Nhâm Xuân Thủy gặp bất âm mộc nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt lành cho gia chủ tuổi Nhâm Tý. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi ở phía trước.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến của quý gia chủ sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức, nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu quý gia chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là gia chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng khá vất vả. Quý gia chủ sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đã đề ra. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho quý gia chủ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hơn hướng đi bản thân, phù hợp, không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý mình. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của quý gia chủ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, quý gia chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp quý gia chủ lấy lại tinh thần. Vậy nên để kích vượng vận, quý gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp quý gia chủ kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ cho quý gia chủ trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Thời gian này, quý gia chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc, tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết quý gia chủ sẽ được thăng đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu quý gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Quý gia chủ cũng sẽ mắc một khoản tiền lớn cho con cái, họ có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Vậy nên cô chú cần làm gì để xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý, để một khoản lớn để dành cho sau này. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Quý gia chủ cần có kế hoạch chi tiết cụ thể, không lãng phí tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Quý gia chủ có thể dùng điều đó để hóa giải thị phi đường nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, để lại vật phẩm mang lại công năng phong thủy, tôn nát. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý. Trong tháng 6 âm lịch, quý gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thâu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Quý gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Tử vi của cô chú tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ, trong gia đình. Cũng quý gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như vậy xảy ra. Tuy nhiên, tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp, tinh thần thoải mái. Về tinh thần, mất kiểm soát về tài lộc. Đồng thời, quý gia chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình, vợ, chồng. Quý gia chủ được giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm trạng.
Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt, nhưng không hề có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của quý gia chủ trong thời gian sau. Quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú sang ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý vị thân mến, cho phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày căn lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để cô chú tuổi Nhâm Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 30 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sang trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, khởi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí và tuất tùy sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch nên tránh các ngày. Thứ nhất ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp sát canh ngọ. Thứ hai ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày 2 tháng 8 dương lịch, nạp sát nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cao lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức để ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy trong bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kết công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để quý gia chủ Nhâm Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây là những thời điểm tốt để tiến thể, con cái, học hành, công việc được nói theo, phát triển. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 7 tháng 6 tức ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm hải trung kim. Thứ hai ngày âm lịch 19 tháng 6, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm giản hạ thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của quý gia chủ tuổi Tân Hợi trong năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh trường hợp hóa hung. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý gia chủ có thể áp dụng, tránh hung hóa cát để lộ hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ, may mắn. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc những dự định công việc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.